Kênh Bonsai Thơ kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã trở lại với kênh. Hôm nay kênh đến mấy quyển của anh Hoa để giao lưu một số loại giống mai chơi Tết như cô chú anh chị. Thì cụ thể chúng ta gặp chủ vườn ha. Cảm ơn cô chú xem ủng hộ kênh. Rồi, xin mời. Dạ em xin chào kênh Bonsai Cần Thơ và em xin chào cô chú anh chị. Anh em clip mai giáo ghim giáo tự học lên luôn. À, để giao lưu tới cô chú anh chị, chương trình phí ship em là bao ship miễn phí, bao ship toàn quốc luôn nghe cô chú anh chị. Giảo ghim giảo từ học lên luôn nha chú anh chị, là mặt bông nó là từ 7 cánh đến 12 cánh nha chú anh chị, nó có đốc lai 5 cánh là chút đỉnh thôi nghe cô chú anh chị. Rồi, chương trình phí ship của em thì bao ship miễn phí, bao ship toàn quốc luôn nghe cô chú anh chị đó. Chương trình của em là ưu đãi lắm, nếu mà cô chú anh chị nào mà mua là em bao bông nở ngày Tết luôn, dùng lạnh luôn đó, đây quá đẹp luôn, nụ nút ok luôn. Gì thông số chiều cao chiều cao ha, chiều cao là một mét gỡ tán ngang là một mét gỡ đó, cây này có cái mặt bông đó đó, nó héo mà vậy đó cô chú anh chị. Ừ, nụ nút là ok luôn, trên dưới có hết ha. Rồi, luôn. Đó. Thành chi quá đầy đủ, đế một cục luôn. Rồi, đó thân. Rồi. Đo cái cũ trước đi. Cái này cái cũ nở của chú anh chị, nở nè, nó nở tới 34 à. Còn rồi, còn ở trên nè cái khớp nè. Đó. Là 23. Rồi 23. Đó, cây mã số 1. Dạ. Này là em giao lưu với cô chú anh chị mình 2.200.000 là miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi, cái số 2. Rồi, tới cái mã số 2. Đó. Quá trời đẹp luôn, này lùng lực nha cô chú anh chị. Đó, cây như cây cổ, mày cổ rồi cô chú anh chị. Đó. Mặt bông mấy cánh anh? Đó, mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh là chiếm tỷ lệ 80-90% nha cô chú anh chị. Rồi, cho thông số chiều cao tán ngang đi. Rồi, đây luôn, có chiều cao luôn. Đó, chiều cao là 136. Tán ngang. Tán ngang là 1 mét rưỡi. Đó, này nụ nút là ha, là như cái bắp chuối cho cô chú anh chị. Bự. Qua đây. Có hết ha. Có hết đầy đủ. Cái này là nữa nở dữ lắm mạnh nha cô chú anh chị, bởi vì cái cành chi nó to. Rồi, đo thân anh ơi. Rồi, có thông số luôn. Đó, hoành thân là 24. Đó, cây mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị thì mình là 1.900.000 miễn phí ship toàn quốc luôn. Đó, tới cây mã số 3. Đó, cây mã số 3. Quá đẹp luôn. Vẫn là một cây mai giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Đó, cái này đế dữ lắm nha cô chú anh chị. Rồi, cho chiều cao và tán ngang thôi. Có luôn. Chiều cao là 1m6. Tán ngang là 1m5. Rồi, khoan nha, khoan. Nụ nút có ha. Có đầy đủ. Chơi tết được nghe bà con. Nụ bự bự luôn. Rồi, đó, vâng, rồi. Xe luôn. Đó, để đẹp cô chú anh chị, chỗ này phì gan dữ lắm cô chú anh chị. Đó. Nó phì một cục đó luôn. Đó anh ơi. Rồi, thông số luôn. Em đo trên cái cục này cô chú nè, cái cục nó còn bao nhiêu nè. Đó, hoành 23. Rồi ok. Rồi, cây mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 2.100.000, bao ship toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn, rồi hạ luôn. Hạ xuống. Rồi, tới cây mã số 4. Quá trời, cái thân nó bự nha cô chú anh chị. Thân bự, cạnh cũng bự nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, cho chiều cao và tán ngang đi anh ơi. Rồi, chiều cao là 1m6. Tán ngang là 1m5. Rồi. Nụ nút ok luôn. Rồi ok. Xe đi. Đó, cành đi to to không?
Rồi, thông số anh. Hoành thân ngay đây là 24. Rồi, 24. Rồi, xong rồi. Rồi, cây mã số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.800.000. Miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp theo cây mã số 5. Đó, cái số 5 này đầy dữ lắm đã nha. Đó, lực lượng lắm á. Ủa nút quá trời luôn. Rồi, nhiều cao lên đây. Có luôn. Chiều cao là 1m6. Tán ngang là 1m7. Ủa chà bá không? Rồi, này muốn siêu nụ luôn. Chơi luôn. Đó, đây. Đây này cũng nở nở nha cô chú anh chị. Rồi, đo thân luôn. Rồi. Có luôn. Hoành ngay đây là 25. Rồi. Trời nó dính cái này. Dính này lại để lộn cái cô chú anh chị mình nói chết. 24. Rồi. Dạ. Cây mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000, miễn có ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo là cây mã số 6. Được rồi. Đó, cây mã. À, mặt bông nó từ 7 cánh đến 12 cánh là thiếm tỷ lệ ha, là 80-90% nha cô chú anh chị. À, chương trình ship em làm miễn ship toàn quốc luôn. Rồi, cho chiều cao tán ngang. Cái này dữ dữ lắm, nó già mai. Chiều cao là 1m7. Rồi, tán ngang. Tán ngang là 1m7. Rồi, ok, để nguyên nha. Quá trời, siêu đủ luôn. Chỗ nào có đi. Nụ nhiều hơn lá luôn. Rồi, coi hai bên rồi, chứ. Ok, xoay. Rồi, xoay. Xoay đi. Cái nào anh nghiêng. Rồi, dừng. Rồi, thông số đây, 20 hoành thân 26. Rồi. Đó. Cây mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000, miễn có ship toàn quốc luôn. Rồi. Tới cây mã số 7. Đó. Đấy là anh Nguyên kể đi. Đó. À, cây dảo ghim dảo tự hột lên luôn, mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh chiếm tỷ lệ là có 80% nha cô chú anh chị. Đó. À, nó có đốc lai 5 cánh là số ít thôi nha cô chú anh chị. Chiều cao nó, chiều cao luôn. Có luôn. Cây này siêu nụ luôn á. Chiều cao mà 1 mét gỡ. Tán ngang 1 mét gỡ. Nụ nhiều lá. Khoan, từ từ. Kẹo nụ luôn, từ trong ra ngoài luôn. Tết được ha. Rồi, ngay chân tết hết. Ngay tết được. Tất cả có hết ha, siêu nụ. Rồi, ok, xe. Đó, để có, để cô chú anh chị, rễ nhóc rễ luôn, u nhóc luôn. Đó, rễ một nùi rễ luôn. Rồi, thông số luôn đây. Có luôn. Hoành thân là 25. 25 rồi, báo giá. Rồi, cây mã số 7 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 1.900.000, miễn có ship toàn quốc luôn. Rồi. Số mấy anh ơi? Rồi, tới cây mã số 8. Đó. Loại giống mai mấy cánh rồi. Mai giáo ghim giáo từ học lên luôn rồi cô chú anh chị ơi, mặt bông nó từ 7 cánh đến 12 cánh là tỷ lệ tới có 80%. Chương trình phí ship em là bao ship toàn quốc, miễn có ship toàn quốc. Đó. Cao. Rồi. Chiều cao là 1m5. Tán đều ngang là 1m5. Rồi dừng nghe. Đó. Nụ nút nhâm nhâm giữ hết, từ trong ra ngoài quá trời luôn. Rồi, xoay đi anh, xoay. Xoay luôn, xoay luôn. Chào. Rồi, đó anh ơi. Hoành thân là 23. Rồi, 23. Rồi, xong rồi. Báo giá.
Rồi cây mã số 8 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000 miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 9. Đó. Rồi ok cho thông số lên ơi. Có luôn, chiều cao đây. Chiều cao 1m7. Đó. Tán ngang là 1m7. Đó. Nụ nút là lư luôn. Chỗ nào cũng có nụ luôn. Rồi ok sao. Đó. Đó, cành gì quá trời đẹp luôn. Rồi đó anh ơi. Hoành tăng ở đây là 23. Rồi ok, báo giá. Rồi, cây mã số 9 em giao lưu với cô chú anh chị là 1.900.000 miễn phí ship tròn quắc luôn. Rồi, tới cây mã số 10, nọ cây số 10 dán là thế cắt nghe mà siêu nụ luôn, giá cả cũng siêu rẻ luôn. Mặt bông anh ơi. Mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh chiếm tỷ lệ 80-90% nha cô chú anh chị. Rồi, đó luôn, đó. Luôn. 5 cánh là nó chỉ chiếm tỷ lệ 1-10% à. Rồi, chiều cao là 1m7. Tán ngang là 1m5. Quá trời. Nè. Rồi anh có hai bên đi, đó, hai bên là xong. Đó, hai bên là xong. Dính nghe, dính nghe. Đó, ghê chưa? Như cái bắp chuối trên này. Rồi ok. Đó, để đẹp luôn. Nó thì chỗ đó ba ghế kìa. Rồi đó. Hoành thăng ở đây là 22, cái củ đế nó thì củ đế nữa của chú anh chị. Nè, củ đế ở đây là 35. Cái này 35. Rồi. Đó, cây mã số 10 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.800.000 miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi ok, đổi. Rồi, chơi đi. Rồi này cho lật lá đây. Rồi, cái cây này là em lật lá trước là cái kinh nghiệm gửi ra vùng lạnh. Đó. À, mẫu cái này mới lật cái bịch hồi sáng. Nó là để cho cái này thì em để dừng 3 ngày thì nó bung ra xanh luôn. Rồi ok bây giờ cho cái thông số đi. Chiều cao. À chiều cao là 1m5. Tán ngang là 1m6. Rồi thân luôn. Đó. Này củ đế luôn nha. Nè. Đó, củ đế đẹp luôn á. Dạ, không nghĩ luôn. Nè, em nói ở đây là 25 nè. Rồi, ok. Đó là cái cây này là cây phụ nó gọi là cây 03. Là 1.900.000. 1.900.000 á. Đó. Phí ship. Rồi, phí ship là miễn phí toàn quắc luôn. Rồi. Đúng. Nhấp lên gọn nè, chứ luôn cái bạ luôn á. Rồi, cây số mấy đây? Rồi, tới cây 04. Đó. À, cô chú anh chị mình cái vùng ngoài cũng vậy đó, là mua của em hướng dẫn là lặt lá gì nè. Rồi, nếu mà lặt ở gần thì lặt kể liền, ở xa lặt gì từng 3 ngày là nó bung ra xanh dần luôn. Đó. À, không chốt đây nè. Chào luôn. Chiều cao là 145. Tán ngang là 1m6. Đó. Cái này gọn bên một là đủ rồi. Đó, lừ luôn đó. Này 3 ngày nữa bung ra nở luôn. Rồi ok cho thông số dưới đi. Rễ một nồi nha cô chú anh chị. Hoành là 23. Đó, cây mã số 04 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.900.000. Rồi, tới cây mã số 05. Đó, coi nụ nè. Cô thấy lá tới nặt ra nụ cỡ này nè. Rồi, lặt để hướng dẫn luôn. Dạ, lặt hướng dẫn kỹ thuật luôn. Nó cô chú anh chị mình nếu mà dùng lạnh ha, là mua của em đi em lặt gì nè, là ở gần thì lặt gửi liền. Ở xa, lặt là chừng 3 ngày gửi là ok. Rồi, cho thông số này. Cao nhiêu? Chiều cao là 1m6. Rồi, tán ngang. Tán ngang 1m5. Đó. Quá trời, nút nụ rồi. Nè cái cây này làm như là nó bị đột biến cái gì của chú anh chị nè, cái nụ nè vàng nè. Đó, nó ra mà vàng kìa. Rồi, rồi. Hoành thăng là 23. Rồi giá.
Đó, cây mã số 05 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.900.000 miễn có ship toàn quốc. Rồi, tiếp theo là cây số 11. Đó, vẫn là một cây mai dạo ghiên, dạo học, dạo thu đức nha cô chú anh chị. Đó, mặt bông từ mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh, tím từ lại 8-9% nha cô chú anh chị. Đó. 5 cánh là cũng chỉ chút đỉnh thôi, bị vậy từ học lên là nó cũng có đốc la chút đỉnh. À, chương trình phí ship thì bao ship, ở miễn của ship, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi, có luôn. Chiều cao là 1,5 m. Sáng ngang là 1,5 m luôn. Rồi, dừng dừng nha. Nút vô ok luôn. Kẹo nụ luôn. Có hết không? Đó, có hết, là ngay Tết luôn nha cô chú anh chị. Chương trình phí ship em là miễn phí ship. Rồi, đi. À, miễn phí ship toàn quốc luôn. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Rồi ok đó. Rồi, hoành thân đây. Có luôn, cái này có củ đế nè cô chú anh chị. Đó, hoành ngay đây là 22. Rồi. Củ đế nè, củ đế là 33. Bao giá. Đó, cây mã số 11 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 2 triệu. Đó, miễn phí ship toàn quốc luôn, bao bông ngay Tết của chú anh chị mình luôn. Đó. Rồi. Đó. Cái cây mã số 12. Đó, cái cây mã số 12. Đó, cây quá đẹp luôn. À, mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh ngay cô chú anh chị. Tím trở lại là 8-9% á. À, chương trình phí ship em là miễn phí ship toàn quốc luôn, bao bông ngay Tết luôn. Rồi, chiều cao là 1,7 m. Tán ngang là 1,5 m. Đó. Để nguyên. Đó. Nụ nút lừ luôn, có cái bông này nghe cô chú anh chị, nó cái bông kìa, nó nè, nó héo, nó rụng mấy cánh mà còn đây nè, à, còn một đống luôn nè, đó này nè, nó rụng bên trống này ha, còn bên bánh dày cui thấy không, đó chơi luôn đây, chơi rồi đó luôn. Rồi, quanh 22. Rồi, ok. Cái này có củ đế nha. Rồi, cây số 12 này em giao lưu với cô chú anh chị là mình là 2 triệu, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi, tới cây mã số 13. Đó. Quá trời tàn thông luôn, siêu nụ luôn. À, siêu nụ quá. Mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh là tím lại 8-9% nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, ok, cho thông số nữa. Có luôn, chiều cao đây. Chiều cao là 1,7 m. Rồi. Tán ngang. Là 1,5 m. Rồi, để nguyên. Đó. Siêu nụ luôn. Đó, chương trình phí ship là bao ship miễn phí, bao bông cái dùng lạnh của chú anh chị mình ngay Tết luôn. Đó. Rồi, ok, nhẹ nhẹ đi. Quay luôn. Rồi, thông số luôn. Hoành thân là 24. Rồi, cây mã số 13 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.900.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi, tới cây mã số 14. Đó, quá trời cái tàn cực kỳ luôn, mặt bông nó từ 7 cánh đến 12 cánh, chiếm tỷ lệ là 8-9% của chú anh chị. Đó, cây này tròn vo luôn. Đó. Rồi, ok, thông số. Quá trời cái tàn luôn. Rồi, có chiều cao luôn. Đó, chiều cao là giữ rồi nghe, chiều cao là 1,8 m. Rồi. Đó. Đá ngang nè. Trời trời. Đá ngang này là cũng 1,8 m luôn. Rồi, ok. Đó. Nút đủ chưa tới được hết á. Ừ, ok luôn. Mặt bông mấy cánh được không? Đó, mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh là tím từ 8-9% mà còn nó có lai 5 cánh chút đỉnh rồi cô chú anh chị. Rồi, ok, nhẹ đi. Chơi. Đó, có mấy cành mấy chi quá đẹp luôn. Chấm đi. Rồi đó. Hoành thân ngay đây là 20. Rồi, 20. Đó, cây số mã số 14 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 1.900.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi, ok, tiếp theo. Xác rồi. Rồi, tới cây mã số 15. Đó, quá đẹp luôn. Cái này nung sắt đó được rồi đó.
Rồi, mặt bông có từ 7 cánh đến 12 cánh, chiếm tỷ lệ là 80-90% của chú anh chị. Đó. Đây nó nghiêng chỗ. Rồi, chiều cao đây. Có luôn. Đó, chiều cao là 1m7. Tán ngang nè, 1m6. Rồi. Lúc nụ có nhâm lừ hết. Lúc nụ ok. Đó. Cô chú mình ở vùng lạnh là yên tâm đi, à, em bao cô chú anh chị mình ở ngay Tết luôn mà. Cô chú anh chị mua của em á, thì em hướng dẫn cái kỹ thuật cho cô chú anh chị mình ở ngay trăng Tết. Rồi, đó luôn, đó luôn. Rồi, chiều cao là 20, hoành thân là 24 yên chút tính 23. Rồi, ok. Rồi, cây mã số 15 này em giao luôn với cô chú anh chị là 1.900.000, miễn có ship toàn quắc luôn. Rồi, dẹp luôn. Đó, đó. Rồi, tới cây mã số 16. Đó. Quá đã luôn. Mặt bông mấy cánh anh ơi? À, mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh nha cô chú anh chị. Rồi, chương trình phí ship em là miễn có ship toàn quắc luôn. À, số điện thoại em là 0335767848. Rồi, thông số đây anh ơi. Đó, quá đẹp luôn. Cao. Chiều cao là 1m5. Rồi, ngang. Tán ngang dữ à, tán ngang này là thả phì luôn. 1m7. Nút nụ chưa tới đó. Đó, nút nụ kẹo nẹo luôn. Rồi, ok, nhẹ nhẹ đi. Rồi, đó luôn. Có luôn, hoành thân đây. Hoành thân là 22. Rồi. Rồi, cây mã số 16 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 1.900.000, miễn phí ship toàn quắc luôn. Rồi, đổi. Theo. Rồi, theo là cây mã số 17. Đó, tròn do luôn. Giá cả quá trời hữu nghị luôn. Ơi, chương trình phí ship em là miễn phí ship. Toàn quắc luôn. Tới nhà chỉ trả tiền cây mai thôi. Con có phàn nàn gọi điện thoại bắt máy gì đó anh ơi. Rồi, ok, em đang quay rồi sao mà bắt máy được. Rồi, thông số đi anh ơi. Đó, em đang quay gì sao của chú chị mình bắt máy được. Rồi, có luôn. Cao, cao, cao dưới. Chiều cao là 1m5. Rồi, tán ngang. Tán ngang là 1m6. Dừng, dừng nghe, khoan ngang, khoan ngang. Rồi, 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 đó luôn. Cây. Rồi, dưới, rồi, dưới. Đó. Này để luôn cô chú anh chị. Đó. Rồi rồi đó anh. Hoành thân là 24. Rồi ok. Rồi cây mã số 17 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.900.000, miễn phí ship toàn quắc luôn. Rồi tới tới cây mã số 18. Rồi. À. Cây số 18. Đó, quá đẹp luôn. Mặt bông anh ơi. À, mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh nha cô chú anh chị. Phí ship. À, chương trình phí ship em là miễn phí ship toàn quắc luôn. Ờ, à. Đó, chiều cao là 1m5. Tán ngang là 145. Lúc nụ chưa tết ha. À, lúc nụ ngay tết luôn. Rồi, ok. Đây đây đây. Đó, để đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Gửi gấp cuộn cuộn, gửi cuộn cuộn luôn. Rồi, thông số luôn. Lên cuộn cuộn luôn. Thông số. Đó, hoành thân ở đây là 24. Rồi, 24. Ê, cái đó rồi, rồi. Dạ, hoành thân. Rồi, cây số 18 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu, miễn phí ship toàn quắc luôn. Rồi, tới cây mã số 19. Đó. Quá đẹp luôn. Rồi mặt bông anh ơi. Rồi mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh này cô chú anh chị chiếm tỷ lệ 80-90%, chương trình phí tiếp em là bao ship miễn phí, bao ship toàn quắc luôn. Đó, số điện thoại em là 0335767848, à, em tên Qua. Đó, ở trong thành Hậu Giang. Đó. Chiều cao là 1m5. Tán ngang là 1m5. Đó, cái này là siêu nụ luôn. Siêu nụ à. Siêu nụ, siêu nụ. Rồi, chơi đi, chơi đi. Đây. Đây, đây. Rồi,
Rồi, đo đi anh ơi, đo đi. Đó, hoành đo, mẹ cho anh đi. Đó, hoành 22. Rồi, 22. Đó, cây mã số 19 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 2 triệu, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi, cây mã số 20 là cây cuối clip. Đó. Chạy đi anh ơi. Siêu nụ luôn. Chơi Tết rồi, ok anh. Ngay trăng Tết, bao ngay Tết luôn. Dùng, dùng lạnh, dùng nóng gì cũng bao luôn. Chiều cao là 1m7. Tán ngang là 1m5. Đó, quả. Để nguyên. Siêu nụ luôn. Giá cả, hữu nghị luôn. Cái này nở ra cái lạnh lùng luôn. Rồi, xây đến cái này mua về ha, cô chú mình có bán lại cái này bán cả 5-6 triệu luôn. Em bán giá ha, hữu nghị cô chú mình chơi luôn. Rồi, đó anh ơi. Rồi, thông số luôn. Đó, Hoàng Thân ở đây là 24. Rồi, 24. Đó, cây mã số 20 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. Cũng là cây cuối clip, anh xin chào cô chú anh chị. Dạ. Tạm biệt á. Tạm biệt.